Trong câu chuyện hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một bộ phim chính kịch về sinh tồn của Ấn Độ, được mang tên Mắc Kẹt. Sauriya là một nhân viên văn phòng sống ở Mumbai, Ấn Độ. Anh ấy đã phải lòng người đồng nghiệp Nozie của mình từ lâu. Một ngày nọ, anh thu thập đủ can đảm để gọi cho cô, nhưng lại quá ngại ngùng để bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, anh gọi điện cho cô hàng ngày và tham gia vào một cuộc trò chuyện khó xử mà Nozie có vẻ thích thú. Cô ấy thích tán tỉnh Sauriya và khiến anh ấy lo lắng, nhưng lại khó chịu vì anh không bao giờ rủ mình đi chơi. Khi Sauriya gọi cho cô ấy vào lần tiếp theo, cô yêu cầu anh đoán món ăn yêu thích của mình là gì trong vòng 5 giây. Nếu anh ấy đoán đúng, cô sẽ đồng ý đi chơi với anh, nhưng nếu sai, cô sẽ ngừng nhận cuộc gọi của anh ấy. Mặc dù lo lắng, nhưng Sauriya đoán đúng và hẹn hò với cô. Buổi tối hôm đó, họ đi đến một người bán hàng rong để ăn món ăn yêu thích của cô. Một lúc sau, họ đang ở trong một nhà hàng nói về những điều khác nhau, thì Nozie tình cờ nói rằng cô sẽ kết hôn trong 2 tháng nữa. Sauriya ngạc nhiên hỏi rằng liệu cuộc hôn nhân của cô ấy có phải do cha mẹ sắp đặt hay không. Khi cô ấy khẳng định, anh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, bỏ qua chủ đề này. Ngày đó đánh dấu sự bắt đầu của tình bạn giữa họ. Nozie bắt đầu mong được gặp anh và hầu như không để tâm đến công việc. Họ hẹn hò với nhau và bắt đầu yêu nhau. Một ngày nọ, Sauriya đưa cô ấy đến căn hộ của mình, nơi mà anh đang ở chung với 3 người bạn cùng phòng. Họ nhốt mình trong phòng và bắt đầu ân ái. Nozie đột ngột dừng lại và rõ ràng là rất buồn khi nghĩ về tương lai giữa họ. Sauriya yêu cầu cô hủy bỏ đám cưới và bỏ trốn cùng anh. Lúc đầu, cô nghĩ rằng Sauriya đang nói đùa, nhưng bắt đầu cân nhắc khi anh ấy vẫn khăng khăng. Khi cô nói rằng mình không thể sống với bạn cùng phòng của anh ấy, Sauriya hứa sẽ tìm một căn hộ mới vào ngày mai và chuyển đến ở cùng cô. Chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới của cô ấy, nên họ sẽ phải nhanh chóng. Ngay sau khi cô rời đi, Sauriya gọi cho một số đại lý để tìm kiếm một căn hộ thích hợp. Tuy nhiên, vì thời gian và ngân sách thấp, anh không nhận được bất kỳ căn hộ nào ưng ý. Sauriya dành cả ngày để đi thăm các khu chung cư mà ít hoặc không có tiến triển. Trong một cuộc họp như vậy, một người lạ nghe anh nói về việc muốn có một nơi ở với giá cả phải chăng. Anh ta tiếp cận Sauriya và nói rằng mình có một nơi hoàn hảo cho thuê. Ban đầu Sauriya cũng nghi ngờ, nhưng dù sao thì anh cũng đồng ý đến xem căn hộ. Anh được đưa đến một khu chung cư cao tầng mới xây, có vẻ đắt hơn những gì anh ấy có thể mua được. Sauriya được biết rằng khu phức hợp được xây dựng cách đây 2 năm, nhưng đang còn trống rất nhiều do các vấn đề về xây dựng và pháp lý. Căn hộ mà anh đang được chào bán thuộc về một người đàn ông hiếm khi đến nơi đó. Người lạ mà anh vừa gặp chỉ là người trông coi nơi này, nhưng vì người chủ đã vắng mặt trong 2 năm, anh ta vô cớ giao nó cho Sauriya để lấy tiền. Cặp đôi sẽ là những người duy nhất sống trong tòa nhà đồ sộ này, khiến Sauriya bất an. Nhưng khi anh ấy nhìn vào căn hộ, anh quên mất tất cả những thứ sơ sài liên quan đến nó. Nó rộng lớn với một phòng ngủ, một nhà bếp, một khu vực sinh hoạt, một phòng tắm và một ban công có hàng rào. Nơi rõ ràng đáng giá hơn nhiều so với cái giá mà anh chuẩn bị phải trả. Sauriya hoàn tất thỏa thuận và nhận chìa khóa căn hộ. Sau đó, anh thu dọn hành lý từ nơi ở cũ, nhưng không nói với bạn cùng phòng về kế hoạch chuyển phòng của mình. Sauriya chỉ đơn giản tuyên bố rằng mình sẽ về nhà trong vài ngày tới, sau đó rời đi. Tại căn hộ mới, anh đặt nệm, dọn dẹp phòng một chút và lăn ra ngủ, hy vọng sẽ gây bất ngờ cho Nozie vào ngày hôm sau. Anh ấy cắm điện thoại của mình để sạc, nhưng thật không may mất điện. Sáng hôm sau, anh thức dậy muộn và nhanh chóng thực hiện công việc buổi sáng của mình. Sauriya nhận thấy thêm rằng không có vòi nước nào hoạt động. Anh lập tức sử dụng nước đóng chai để đánh răng. Sau vài phút, cuối cùng Sauriya cũng bước ra khỏi căn hộ và khóa nó lại. Tuy nhiên, anh phải chạy vào trong một lần nữa để lấy điện thoại của mình. Anh ấy quên lấy chìa khóa và vô tình tự khóa mình bên trong. Nozie gọi cho Sauriya và hỏi anh tại sao đến muộn. Sauriya giải thích rằng mình sẽ đến đó trong vài phút nữa, nhưng không nói với cô ấy rằng anh đang ở đâu để giữ sự bất ngờ. Khi cuộc gọi kết thúc và anh cố gắng thoát ra ngoài, Sauriya nhận ra rằng mình đang gặp rắc rối. Anh cố gắng mở ổ khóa nhưng không thành công. Anh tìm thấy một số công cụ trong ngăn kéo và sử dụng chúng, nhưng không có chìa khóa. Sau đó, anh gọi đến đường dây trợ giúp yêu cầu họ cử người đến phá khóa. Nhưng thật không may, điện thoại của anh bị hết pin trước khi có thể cho họ biết địa chỉ. Sauriya cố gắng sạc lại nhưng vẫn chưa có điện. Anh trở nên cáu kỉnh hơn với thời gian và bắt đầu đập cửa để phá nó, nhưng lại không thành công. Hơn nữa, anh bị đau tay trong quá trình này. Một lúc sau, Sauriya đến ban công và gọi cho người bảo vệ, nhưng ông ta không thể nghe thấy vì tiếng ồn của xe cộ cũng như độ cao. Sauriya cuối cùng cũng tin rằng mình đang mắc kẹt trong căn hộ. Kế hoạch bỏ trốn của anh ấy với Nozie đã thất bại, vì cô có thể sẽ nghĩ rằng anh đã bỏ trốn vì sợ những cam kết trước đó. Anh rửa sạch vết thương bằng chút nước đóng chai còn lại. Với hy vọng có thể sạc pin cho điện thoại của mình, Sauriya đã phơi nó dưới ánh nắng mặt trời nhưng không có tác dụng. Sau đó, chàng trai tiếp tục la hét để được giúp đỡ. Nhiều giờ trôi qua nhưng không ai nghe thấy anh. Vào ban đêm, anh ăn một gói bánh quy và ngủ thiếp đi. Khi anh ấy thức dậy vào sáng hôm sau, nguồn điện vẫn bị mất và vòi nước cũng không hoạt động. Anh một lần nữa cố gắng mở cửa với tất cả những gì mình có trong nhà. Ngay cả khi ném ghế và quạt vào nó, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Sauriya hiện đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp cực đoan để có thể ra ngoài.
Anh vứt phích cắm của TV gắn trên tường và ném nó ra ngoài ban công. Nó hạ cánh bên dưới kèm theo một tiếng nổ lớn, nhưng người bảo vệ vẫn không nhận ra. Sau đó, anh ăn hết bánh quy và chỉ còn lại một ít, hoặc không có nước. Sau Gia để ý thấy vài mảnh bìa cứng trên kệ bếp và nghĩ ra một kế hoạch. Sử dụng kem đánh răng của mình, anh viết lên chữ, hãy cứu tôi, và tên của tòa nhà trên đấy. Sau đó thả nó ra ban công. Trước sự thất vọng của mình, tấm cắt tông rơi xuống mái nhà của một người dân nào đó mà không ai có thể nhìn thấy. Sau Gia không mất hy vọng, và tiếp tục làm điều tương tự với một mảnh bìa cứng. Lần này nó cũng rơi trên mái của một tòa nhà khác. Khi hết kem đánh răng, anh dùng máu của mình để viết tin nhắn và thả xuống ban công, một trong số chúng hạ cánh ngay bên dưới tòa nhà. Trong khi chiếc còn lại hạ cánh trên sân thượng của ai đó, Saoji-a ở trên ban công chờ ai đó tìm thấy chúng và tìm kiếm. Buổi tối, một người phụ nữ lên sân thượng lấy quần áo, Saoji-a đứng dậy và bắt đầu hét lên với cô ấy, nhưng thất vọng khi cô không để ý đến tấm bìa cứng. Buổi tối, Saoji-a vào bếp và thấy mình đã hết thức ăn. Anh cũng nhận thấy một con chuột trên sàn nhà và vô cùng sợ hãi. Trong khi cố gắng chạy khỏi nó, anh đập đầu vào tường và bất tỉnh. Sáng hôm sau thức dậy anh vẫn nằm trên sàn nhà. Anh thấy vòi nước trong bồn rửa bát đang hoạt động, nhưng anh sợ vào trong vì có chuột. Chẳng bao lâu nó hết nước, anh ấy cảm thấy thất vọng. Saoji-a đã làm vỡ chiếc kính của mình vào đêm qua mà anh ấy đã sửa lại bằng một sợi dây. Trong một nỗ lực khác để làm cho ai đó nhìn thấy mình, anh tạo ra một cảnh quay tạm thời và sử dụng nó để phóng những viên sỏi vào người phụ nữ trên đỉnh mái nhà. Những viên sỏi thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng cô phớt lờ chúng sau khi không thấy ai xung quanh. Một ngày khác trôi qua theo cách tương tự. Vào ban đêm, Saoji-a sử dụng quần áo của mình để viết trên ban công và bắt đầu đập các thanh bằng chảo. Anh làm điều đó cho đến sáng, nhưng vẫn không ai nghe thấy. Người bảo vệ cuối cùng cũng tìm thấy tấm bìa cứng mà Saoji-a đã ném, nhưng ông ta không thể đọc được, vì vậy ông đã bỏ qua nó. Sau đó, người phụ nữ ở nhà gần đó cũng tìm thấy tấm bìa cứng. Cô ấy nhìn xung quanh nhưng không thể nhìn thấy Saoji-a từ độ cao. Anh kêu cứu để cố gắng thu hút sự chú ý của cô và vui mừng khôn xiết khi thấy cô ấy đến khu chung cư. Người phụ nữ hỏi bảo vệ xem có ai ở lại đó hay không. Người đàn ông nói rằng mình đã làm việc ở nơi này 2 năm và chắc chắn rằng không có ai ở trong tòa nhà. Người phụ nữ vẫn chưa hài lòng nên đi lên nhiều tầng. Tuy nhiên, nơi vắng vẻ khiến cô sợ hãi nên cô trở về nhà. Saoji-a nhìn thấy cô ấy rời đi và mất đi tia hy vọng mà mình đã có. Khi trời tối, anh đốt quần áo được treo trên song sắt. Khi nó bắt đầu tắt, anh ấy cũng đốt cháy tấm đệm. Anh nhảy lên và nhảy xuống, chắc chắn rằng ngọn lửa nhất định thu hút sự chú ý của ai đó. Tuy nhiên, kế hoạch đã sai. Khi ngọn lửa lan sang một chiếc ghế dài, bằng cách nào đó, Saoji-a cũng dập tắt được ngọn lửa bằng áo vest của mình và ngủ thiếp đi. Vì đói, anh mơ được ăn bữa ăn yêu thích với Nozie như họ đã từng. Anh ấy cũng nhớ các chương trình sinh tồn dạy ăn bất cứ thứ gì người ta có được khi bị bỏ hoang. Nên theo lời khuyên, anh vào bếp để giết con chuột, nhưng hoảng sợ khi nó chạy về phía anh. Ngày hôm sau, cơn khát trở nên cao trào hơn đối với Saoji-a. Vì vậy, anh miễn cưỡng đi tiểu vào chảo và ôm nó. Tuy nhiên, mùi vị khiến anh nôn ngay sau đó. Anh dành cả ngày để ngủ và thức dậy vào sáng hôm sau với lượng mưa lớn. Saoji-a nhanh chóng lấy nước trong chảo và uống. Anh cũng sử dụng tất cả mọi thứ như thùng chứa để thu thập nhiều nước nhất có thể, bao gồm cả tủ lạnh, thùng xả và thùng sơn. Sáng hôm sau, một con chim bồ câu đậu trên ban công. Với cơ hội duy nhất của mình, Saoji-a sử dụng súng cao su để giết và dùng nó làm thức ăn. Tuy nhiên, khi anh cố gắng lột ra nó, anh cảm thấy ghê tởm. Một đoạn hồi tưởng cho chúng ta thấy thời gian anh và Nozie hẹn hò. Saoji-a, người đã ăn chay cả đời, lập luận rằng giết những con vật không nơi nương tựa để làm thức ăn là phi đạo đức. Quay trở lại hiện tại, anh miễn cưỡng hạ gục con chim và nướng nó. Anh ấy cũng vượt qua nỗi sợ chuột và tìm cách bẫy nó. Khi sự cô lập chiếm ưu thế của Saoji-a, anh nói chuyện với con chuột về tất cả các cách mà mình có thể trốn thoát. Anh đã thấy rằng một căn hộ ở một số tầng dưới không có quầy bar trên ban công. Nếu anh vào được căn hộ và cửa mở, anh ấy có thể bước ngay ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước tiên anh ấy phải cắt song sắt ra khỏi ban công. Công cụ duy nhất mà anh đang có đó là một tấm kim loại, nhưng dù sao thì anh cũng bắt đầu cưa nó. Nhiều ngày trôi qua nhưng anh vẫn không từ bỏ việc cố gắng cắt bỏ nó. Saoji-a ăn kiến, rắn và thỉnh thoảng là chim. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, anh ấy bắt đầu bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt mà mình từng sợ, như bị đẩy bởi những người ướt đẫm mồ hôi trên xe buýt. Sau nhiều ngày cưa, đốt lan can cuối cùng cũng bị gãy. Saoji-a chớp lấy cơ hội và cẩn thận treo xuống song sắt tầng bên dưới. Cuối cùng, khi anh ấy đến chỗ không có song sắt, Saoji-a dùng thắt lưng để hỗ trợ và cuối cùng cũng vào được bên trong. Với nhiều can đảm, anh kéo cửa căn hộ và vui mừng khôn xiết khi nó tình cờ được mở. Anh leo xuống cầu thang và cuối cùng giao tiếp bằng mắt với người bảo vệ. Anh ấy có cả trăm điều muốn nói với ông ta, nhưng anh chỉ đơn giản là lặng lẽ bỏ đi. Một tuần sau, Nozie đến bệnh viện thăm anh, cô đã tin rằng anh đã bỏ rơi mình và đã quyết định kết hôn. Anh cố gắng nắm lấy tay cô, nhưng cô ấy đã không lay chuyển tình hình, biết rằng họ không thể ở bên nhau bây giờ. Vài ngày sau, Saoji-a trở lại làm việc, nhưng cảm thấy thất vọng khi thấy bạn bè và đồng nghiệp thậm chí không nhận ra sự vắng mặt của anh. Cuối ngày hôm đó,
sau khi A đến nhà hàng yêu thích của mình và thưởng thức món ăn yêu thích mà anh ấy đã rất nhớ. Trong cảnh cuối cùng, sau khi A quay trở lại căn hộ và nhìn vào thanh sắt bị vỡ trước đó. Đừng quên đăng ký để xem thêm những video hấp dẫn tiếp theo. Bật thông báo và like để giúp kênh ngày càng phát triển. Chân thành cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.